Chào các bạn, tiếp tục series về Avidemed. Thì hôm bữa trong cái bài đầu tiên lúc mà mình giới thiệu về Avidemed á, thì mình có nói về cái vấn đề frame rate. Thì cái frame này nè, lúc mình kiểm tra lại đó thì mình không biết cái này là cái gì, nhưng mà nó không phải là chỉnh về frame rate. Mà trong Avidemed á, mình thấy mặc định của nó hình như là nó 25 tới 30. Mà trong một cái trường hợp nào đó các bạn cần chỉnh lại cái frame rate theo như mình mong muốn á, thì nó lại nằm ở trong cái filter đây, trên form, trên FPS, dần dần thì trước mắt bữa lại không thấy đó. Thì cái sụt là cái ban đầu của mình nè, cái destination FPS là cái cuối cùng nè. Ở đây mình sẽ chọn 29.97 là cái cuối cùng mình muốn đạt tới nha. Các bạn có thể chọn một cái frame rate mà các bạn nhập số vô tay cũng được, không thành vấn đề. Ở đây mình thường chọn cái profile tiêu chuẩn rồi. Ok, review sao có 8 gì à, biết hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi do cái filter still image này nè mình để đầu tiên, nên khi train các FPS này thật ra mình thấy nó giống như là nó đẩy lại tốc độ play của file á. Thì đây mình cho nó move up lên này, cho mu down xuống luôn cho an toàn. Rồi ok, thì khi mu xuống á, thì về cơ bản á, là nó sẽ thay đổi cái FPS là cái đầu tiên, sau đó nó sẽ kéo qua là cái bước thứ hai, và cuối cùng nó thêm thời gian vô review lại. Đây đúng chính xác rồi. Ở đây các bạn để ý nè, con số này là 33 phải không, con số gốc của cái file là 40 đó. Cơ bản cái chain FPS này là nó không có giống một số cái, nó cũng lấy cái số hình cơ cơ bản để nó điều chỉnh lại thôi. Giờ lâu lại chúng ta sẽ thử sale ra cái sample này, mình cho là sample 3 sale. Rồi, xong rồi giờ đây thử rồi tí meta info 29.97. Rồi đúng rồi, xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn các bạn ở các video sau.